Trở lại với các thông tin thời tiết cập nhật cùng với anh Quốc Sáng. Không biết là mưa dông ở miền Bắc sẽ còn kéo dài đến bao giờ đây anh? Vâng, đợt mưa dông ở miền Bắc dự báo là sẽ còn kéo dài nốt ngày hôm nay chị Hoa. Lượng mưa phổ biến từ 20 cho đến 40mm và cục bộ có những nơi mưa rất to lên đến cả 100mm, đề phòng ngập úng ở các vùng trũng thấp và các khu đô thị. Cùng với đó là nguy cơ về sạt lở đất và lũ quét ở trên vùng núi. Còn từ ngày mai thì mưa ở Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, sẽ bắt đầu giảm dần. Thời gian mưa lùi dần về đêm và sáng, còn ban ngày thì trời sẽ nắng nhiều hơn. Đến thứ ba tuần sau thì khả năng là mưa sẽ hết hẳn và trời chuyển nắng nóng, nhiệt độ ở Hà Nội có thể tăng lên là 35 độ. Vâng, như vậy thì từ ngày mai mưa Bắc Bộ sẽ giảm rồi và thay thế là tiết trời nắng nhiều. Vậy không biết diễn biến mưa ở các khu vực phía Nam thì sẽ như thế nào đấy ạ? Vâng, ở Nam Bộ thì sau một tuần giảm mưa thì từ hôm nay thì mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn ở đây sau 3 giờ chiều. Dự báo là có nơi mưa vừa đến mưa to, tiềm ẩn nguy cơ về gió giật và sấm sét đi kèm. Còn trước 3 giờ chiều thì cả Nam Bộ và Tây Nguyên trời vẫn nắng nhiều. Các thành phố Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều thành phố khác ở Nam Bộ thì trời khá nóng, từ 32 đến 34 độ, thậm chí là Biên Hòa còn chạm mức nắng nóng là 35 độ. Khu vực ít mưa nhất và nắng mạnh nhất hôm nay là từ Hà Tĩnh tới Ninh Thuận của miền Trung. Vùng màu cam đỏ tương ứng với mức nhiệt cao từ 35 đến 37 độ sẽ bao phủ hầu khắp các tỉnh thành thuộc khu vực này. Thậm chí ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn và Tuy Hòa còn nắng nóng gay gắt lên đến là 38 độ. Trên biển quanh hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa hôm nay, trời tiếp tục không mưa, có nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió khoảng cấp 4 đến cấp 5. Vâng, cảm ơn anh Quốc Sáng với những thông tin vừa rồi. Và quý vị lưu ý là bên cạnh nắng nóng thì ở những khu vực miền Trung và Nam Bộ cũng cần phải để ý đến chỉ số tia UV có thể lên mức rất cao, gây nguy hại cho sức khỏe khi mà chúng ta tiếp xúc với nắng trong một thời gian dài.